VinFast VFA. Hôm nay mình rất hân hạnh được đến nhà của người bạn chủ sở hữu VF8, tên vợ chồng của Hướng và Mimi, ở trong một cái khu rất là đẹp trước một cái công viên ở gần cách nhà mình khoảng 40 phút. Vợ chồng gia đình của Hướng mới đi du lịch Việt Nam về. Nên hôm nay mình tranh thủ tới thăm rồi làm một video clip chia sẻ. Ok, đẹp quá. Xe đi xe ba, đi chơi 3 tuần về xe nó còn sạch không Hướng? Trước khi đi là phải rửa sạch sẽ rồi về nó vẫn đi về vẫn còn sạch. Mà rửa nhà hả? Dạ, rửa nhà. Ok, đây là nhà của chồng Hướng ở Roseville, California. Nhà ngay một cái góc cho nên sân rất là rộng, đậu được cả mấy chục chiếc xe luôn. Này, trước nhà quá đẹp. Chó 2 tuổi mà nó bự dễ sợ. Panda. Panda. Đây là trước nhà. Công viên ngay trước nhà đá chứ sao. Đây là hai VF8 City Edition, màu trắng và màu xám. Cá chiều vôi là gì? Cá chiều vôi. Cái này mua ở đâu? Ở Đà Nẵng. Đà Nẵng. Mua ngoài biển đúng không? Được không? Mua thì cũng có mấy cái người quen người ta đi biển á. Trong đời người ta mình đặt hàng cho người ta về người ta mua. Ok. Cái này đem bỏ vô vali đem về không có vấn đề chứ? Không có, đồ khô. Hát đồ khô được. Đồ tươi cũng được, có em đồ tươi về không? Này đang ở trong nhà của Hướng. Nam lên nhà chơi mà cái đều cũng không có cái gì hết, không chỉ đãi anh Nam món cá khô thôi. Cô bên Việt Nam vừa đem qua muốn ăn thì rất là ngon ha anh Nam không? Dạ. Ăn cái đó uống bia là number one. Hey, xin chào các bạn, đây là Hướng, bạn mình mới quen, chủ sở hữu chiếc xe VF8 màu trắng City Edition. Mình mới quen được có 1 tháng phải không Hướng? Dạ. Tháng 5, đúng là cái gần 2 tháng rồi đó, rồi đi Việt Nam 1 tháng. Ồ, dạ dạ, cũng gần 2 tháng rồi. Mình đang ngồi trước cái sân, trước nhà của Hướng, trước công viên, đây là hai chiếc xe của mình. Nhà Hướng cách nhà mình khoảng 40 phút lái xe. Thì hôm nay Hướng có hai vợ chồng với cả 3 đứa con mới đi du lịch Việt Nam 3 tuần. Phải không? Đi về được mấy ngày rồi thì Hướng có gì muốn chia sẻ với những fan của kênh của mình không? Ờ thì mình đi Việt Nam được 3 tuần, về đây là hôm nay nữa là cũng hơn 1 tuần rồi. Thì lần này cũng là 15 năm mới quay lại Việt Nam. Thì thấy cũng có nhiều thay đổi. Nhưng là những cái vùng mà mới á, thì thay đổi nhiều. Nhưng những cái vùng mà cũ á, thì thấy cũng không có gì thay đổi nhiều. Thì thấy đời sống của người dân Việt Nam mình bây giờ cải thiện hơn rất là nhiều. Rất là nhiều người giàu. Người nghèo thì cũng rất là nhiều. Người nghèo thì nhiều hơn. Dạ, thì cũng rất là chênh lệch về mức sống. Người rất là giàu và nhiều người rất là nghèo. Nhưng mà nói chung là đất nước cũng phát triển theo một cái chiều hướng là tích cực. Thì chắc cũng cần một thời gian nữa Việt Nam mình mới có thể là đuổi kịp những cái nước phát triển.
Nhưng mình hy vọng thì một ngày thì người Việt Nam mình cũng được như vậy. Cái đó là hy vọng là mình đời mình thì không biết có nhìn thấy được Việt Nam, một Việt Nam phát triển hay không. Nhưng hy vọng là sau này con mình khi nó lớn lên thì nó cũng tự hào, cũng giống như người Hàn Quốc, người Trung Quốc, Nhật Bản vậy đó. Nói cho tao là ra đường, tao là người Việt Nam. Đó. Bây giờ Việt Nam mình cũng quá phát triển. Dạ, vì Việt Nam mình nói về công nghệ rồi cũng rất là phát triển. Nhưng cũng có những cái mặt tốt thì cũng có những cái mảng xấu thì cũng cần phải thời gian, hy vọng là thay đổi. Như ví dụ như là một cái vấn đề mà vệ sinh ở Việt Nam mình đó, về ăn uống, vệ sinh an toàn thực phẩm đó, thì Việt Nam mình là rất là kém về vấn đề đó. Vậy khi mà ở Việt Nam gia đình Hướng có ăn ở ngoài không hay ăn ở trong khách sạn? Lúc đầu thì mình cũng ăn những cái quán vỉa hè đó, nhưng mà lúc sau này mình thấy sợ cho nên là mình phải tìm những cái quán mà lớn là uy tín để mình ăn đó. Cho nên nói thật là những cái quán mà vỉa hè thì rất là mình nói là không được vệ sinh cho lắm. Là mình cũng có con nhỏ nó cũng bị đau bụng vài lần, mình cũng may mắn là cũng có đem thuốc để uống, cũng chắc chưa quen nước đó. Chưa quen. Vậy Hướng có thể chia sẻ là nghe Hướng kể cho mình là đi quá trời luôn, 3 tuần mà đi từ Nam về Bắc, đi lên miền núi rồi. Dạ, 3 tuần thì lần này mình có được đi Phú Quốc nè, Đà Nẵng, đi ra Hà Nội, Hà Long, Quảng Ninh, đi lên Tây Bắc. Thì ở ngoài Bắc thì cũng rất là đẹp, cảnh ở ngoài Bắc thì hùng vĩ, đẹp hơn là ở trong Nam. Lần đầu tiên Hướng đi Bắc đi đâu? Hồi năm 2008 có đi Hà Nội một lần, mà cái đầu lúc đó mình chỉ đi Hà Nội với Hà Long thôi. Còn lần này thì mình đi sâu vào trong, đi ra ngoài Tây Bắc rồi thấy cái cuộc sống của người, cái cuộc sống rồi cái văn hóa ngoài Bắc á, thì nó cũng thay đổi cái nhận thức của mình đó. Thực ra ngoài Bắc người ta phát triển là có thể là phát triển hơn ở trong miền Nam nữa, mà hồi xưa giờ mình nghĩ là ở trong miền Nam mình thì phát triển hơn miền Bắc, bởi vì mình thấy người ngoài Bắc người ta vào, người ta lập nghiệp ở trong miền Nam nhiều. Thì mình nghĩ ngoài Bắc là rất là nghèo cho nên người ta mới đi vào miền Nam, nhưng thật sự là không phải. Miền Bắc có nhiều nơi rất là phát triển, rất là giàu. Phát triển là ý Hướng nói là những cái gì? Hướng chứng minh về mình có thể là nhìn, bởi vì mình không có ở đó nhưng nên mình có thể là mình thấy cái mật độ của đô thị này đó, rồi xe cộ ngoài đường đó đó. Mình thấy cũng rất có là nhiều nhà cửa, building xây dựng đẹp, nhiều xe hơi, thì cái đó là mình cũng có thể là mình nghĩ là ở đây thì cái cuộc sống người ta tốt cho nên người ta mới có điều kiện xây dựng nhà cửa, đường xá, xe hơi. Mà Hướng có thấy nhiều xe VinFast không? Có VF8 hay là VF9? Đặc biệt là ở Hải Phòng đó, mình thấy VinFast rất là nhiều. Có VinFast người ta dùng để đi ra taxi á, VF 34 này, VF8, rồi cũng có thấy mấy chiếc VF9 nữa, mà cái đều chạy nhanh quá, mình đi xe taxi chạy là không kịp. Thường là về Việt Nam phải đi trải nghiệm VF9 mà không có cơ hội đi. Dạ, yeah, thấy ngoài đường thôi chứ chưa có cơ hội mà ngồi trong xe VF9 đó. Chắc chưa có đủ số. Vì thấy VF9 mà cũng không có nhiều lắm cho nên là VF8 thì có nhiều. Ok. Vậy Hướng có thể chia sẻ là với khán giả của kênh mình là gia đình Hướng đi chuyến này lý do tại sao đi và đi hãng máy bay nào và mình đi thứ nhất là cũng 15 năm rồi chưa có về Việt Nam. Thì hồi xưa thì vì con cái nó còn nhỏ quá nên là mình sợ về Việt Nam sợ bị bệnh rồi. Nên lần này là mình cũng quyết tâm đi, thứ nhất là cho tụi nó biết quê hương này, và thứ hai là lâu rồi mình cũng chưa về Việt Nam. Đó. Thứ ba là mình cũng có được cái voucher của cái VinFast đó, nên mình cũng sử dụng cái voucher của cái VinFast. Thì lần này mình bay về Việt Nam thì
bay của hãng Vietnam Airlines từ San Francisco bay thẳng về tới thành phố Hồ Chí Minh. Đó. Hướng thấy đi hãng máy bay Việt Nam cảm xúc có khác với mấy cái hãng của Trung Quốc hay là của Đại Hàn hay là của Thái hay là khác của chứ. Mỹ? Khác chứ. Thứ nhất là những em tiếp viên hàng không của Vietnam Airlines nam nữ phục vụ rất là tốt, rất là thân thiện, và mình có một cái cảm giác là rất là gần gũi, giống như là những người nhà của mình bay để cùng chúng bay vậy đó. Thì mình cũng đã từng đi nước ngoài nhiều, đi EVA, Cathay Pacific của những cái hãng khác, nhưng mình những cái hãng đó mình có cảm giác là giống như là mình gọi là giống như là đi ké vậy đó. Đồng ý là mình phải trả tiền cũng như nhau thôi. Đó, thứ nhất là mình cảm giác đi ké. Khi mà đi qua Đài Loan hay đi qua Hồng Kông thì người ta thường cho mình đợi ở những cái terminal nhỏ và là đi rất là xa đó để đợi để chuyển chuyến bay để bay Việt Nam. Thì mình cũng đôi lúc mình cũng thấy là hơi gọi là tủi thân một chút, yeah, không? Yeah. Cho nên mà lần này mình đi Vietnam Airlines, rất mình thứ nhất là rất là tự hào, rất là hạnh diện. Mình không có cảm giác là giống như là phải đi ké những cái hãng khác nữa. Đó, ở trên chuyến bay của mình thì cũng có nhiều người cũng lần đầu tiên bay Vietnam Airlines, khi mà vừa đáp xuống sân bay thành phố Hồ Chí Minh đó, người nào cũng vỗ tay. Mà cái này đi thẳng luôn, không có phải ghé nước nào, đi thẳng luôn. Dạ, okay. Từ San Francisco bao nhiêu tiếng? 14 tiếng rưỡi. Okay. Tới còn ăn, họ cho ăn được mấy bữa, ăn có giống như ăn mấy hãng khác không? Dạ, ăn thì cũng có những cái món ăn của đồ Việt Nam mình, cơm chiên, rồi cũng lúc nào cũng có hai món để cho mình chọn lựa, ví dụ như là một món Việt Nam, một món món Mỹ đó, thì mình có thể chọn. Mình đồ ăn thì như là không có đói, nó liên tục đó. Rồi ví dụ mình đói bụng thì mình có thể là xin cái mì gói hay là máy bay có mới hơn mấy hãng khác không? Tại vì mình biết mấy cái hãng Việt Nam mình họ hay có máy bay mới hơn mấy cái hãng của đúng Mỹ rồi. Đó. Dạ, thì em bay là chiếc máy bay A320 thì phải. Máy bay mới nhất. Yeah, Boeing, Airbus A320. Thì nó có mấy cái entertainment hết trước không? Mỗi cái ghế thì có cái screen ở phía trước. Có wifi mình... hết rồi. Wifi thì em không để ý, mà cái đều có một cái màn hình để cho mình coi phim. Dạ, coi phim nghe nhạc đó. Cho nên mình cũng cần wifi. Mà phim trong đó có phim Việt Nam không hay là toàn phim Việt Nam, phim Mỹ, có subtitle. Có phim Việt Nam luôn hả? Dạ. Wow, cả đi mấy hãng khác đâu có được coi phim Việt Nam. Có phim Việt Nam. Vậy là mấy người lớn tuổi họ thích chưa? Phim Hồng Kông rồi có đều có subtitle rồi có nhạc rồi đó. Wow. Đó. Rất là good. Việt Nam Airlines thì mình thấy nếu mà cái vấn đề chi phí á nó chênh lệch á, nếu mà không nhiều á, ví dụ như là 100-200 á, thì mình cũng nên khuyên là nên đi Việt Nam Airlines, bởi vì nó đi thẳng tới nó xếp được cái mình cái thời giờ nhiều lắm. Bởi vì khi mình tới Sài Gòn á là buổi sáng là mình còn nguyên một ngày để mình đi chơi. Tới 6 giờ sáng là mình còn nguyên một ngày, bắt đầu mình ngày mình đi chơi. Còn mình đi những cái hãng khác đó, EVA hay là Cathay á, là thường thường nó về tới Sài Gòn là buổi chiều hay là buổi trưa, là mình khi mà mình check in đó là mất hết một ngày của mình rồi. Còn khi mà từ thành phố Hồ Chí Minh mà qua lại San Francisco á thì cái thời gian bay nó ngắn hơn, bay kiểu khoảng 13 tiếng 30 phút. Okay. Ok, vậy khi mà Hướng sắp đặt chuyến đi này á, thấy gia đình Hướng đi rất là nhiều nơi. Rồi khi mà mình sắp đặt mấy cái resort của Vinpearl rồi đó, có dễ không? Rất là dễ anh. Yeah. Nhưng mà mùa này là mùa cao điểm á. Mùa này là mùa du lịch nhiều thì mình cũng phải đóng thêm cái phụ thu á. Đó. Còn nếu mà anh đi off season mà không có những ngày lễ như là summer rồi vậy thì anh không cần phải đóng thêm cái tiền phụ thu. Ok. Cái villa đẹp nè, đồ ăn cũng ngon nữa. Yeah, service is number one rồi. Service number one. Yeah. Service very good. Còn đồ ăn mà trong đó cho đồ ăn chắc phần nhiều Việt Nam hết không? Đồ ăn thì cũng đủ thứ đồ Việt Nam, đồ Trung Quốc, đồ Ấn Độ, đồ Mỹ, như là cái menu thay đổi mỗi ngày. Ừ.
một ngày là ngày nào là cũng phải có 3 món nước đó. Ví dụ như là bún, phở, hủ tiếu. Yeah. Rồi ngày mai là thì là bún riêu, rồi bún canh rồi vậy đó. Đồ Việt Nam không? Dạ, yeah. Thì lúc nào cũng ngày nào cũng có một cái món nước vậy để cho mình chọn lựa. Okay. Yeah. Bánh mì rồi này. Bên đó thời tiết bên nó nóng, có bao giờ cảm thấy bực bội khó chịu mà không có đi ra ngoài chơi được không? Không, mùa này là Việt Nam mình ở trong Nam thì là mùa mưa đó, thì nó cũng lâu lâu cũng có mưa, mà thiệt ra lúc mưa thì cái khí hậu nó mát mẻ hơn. Okay. Còn khí hậu ngoài Bắc hướng ra ngoài đó, hướng thấy nó khó chịu hơn miền Nam không hay là nó cũng tương đương? Em thấy nó cũng giống như nhau vậy. Giống. Tại mình nhớ có một thời mình đi ngoài Bắc nó nóng nhưng mà nó rất là yeah. rất là nực. Dạ. Yeah. Bởi vì em ở Hà Nội một em ở ngoài Bắc một tuần đó, thì mấy người ở ngoài Bắc thì người ta nói là cách một tuần trước khi em đến đó, ở ngoài nó rất là nóng. Ừ. Bây giờ khí hậu nó mát lại cho nên nhưng là mà mình cũng không có biết chính xác là khí hậu ngoài đó là sao. Okay. Thì mình ở một tuần thì khí hậu nó thay đổi mỗi ngày. Yeah. Hướng có chia sẻ với mình là ăn đồ ăn ở miền Bắc nó hơi khác miền Nam chút. Thật ra đồ ăn miền Bắc cũng rất là ngon. Mình nghĩ là ngoài Bắc là chỉ có phở thôi chứ mà không phải vậy. Cũng có rất là nhiều món mà mình ăn cũng rất là hợp khẩu vị của mình. Và những cái văn hóa ngoài ăn uống ngoài đó nó cũng hơi khác mình một chút. Thì ngoài đó cái đồ ăn thì nó hơi đậm đà hơn là món ăn ở trong miền Nam. Ở miền Nam thì người ta đồ ăn nó hơi ngọt, còn ngoài Bắc thì bởi vì em là người dân miền Trung đó, cho nên là mình ăn đồ miền Bắc thì thấy rất là hợp. Mà cũng có nhiều cái món rất là ngon. Có cái món nào mà ăn không được, ăn không quen là thấy cũng dễ ăn hết. Ừ, món nào ăn cũng được anh, bởi vì có cái món cà pháo thì mình thấy cũng muốn ăn mà thấy cũng sợ cũng dám ăn thôi. Mà sao sợ cà pháo ngoài Bắc nổi tiếng? Nổi tiếng mà mình ăn mấy cái mắm rồi, nhiều lúc mình đi du lịch nhiều lúc mình sợ thôi. Cho nên thì không dám ăn thôi, cái đều ăn thì ok. Dạ, Hướng có chia sẻ với mình là ngoài Bắc người ta hay ăn mấy cái canh mà Hướng cũng thấy ngon là canh rau đay, canh mồng tơi. Dạ đúng rồi đó, canh rau đay, canh mồng tơi người ta nấu với cua đó. Đó ăn rất là ngon. Mà ăn cái đó ở đâu, ở thành phố hay là trên núi hay đâu? Cái đó là mình đi ở trong thành phố, như khi mình đi ở trong một cái tour thì người ta đặt nhà hàng đó. Thường thường là những cái món thịt rồi này kia nhưng vẫn có một cái món canh, thì thấy cái món canh đó là món canh giống như là chủ đạo á. Ăn cái đó giống như ăn trong gia đình bình thường, thấy đó, không phải là mấy cái món sang nhưng mà nó mấy cái món người ta ăn hàng ngày đó. Yeah. Có nhiều người họ thích ăn cái đó. Yeah. Những cái món cũng giống như là mình ăn cơm bình thường. Tại vì bên Mỹ là mấy rau đó rất là khó mua. Yeah. rau đay hay là mùng tơi nấu với quý mấy đó. Yeah. Ok, thì cảm ơn Hướng rất nhiều chia sẻ với mình. Hướng còn cái gì Hướng muốn chia sẻ với những người Việt Nam ở bên Mỹ đó, nếu mà họ đã có kia họ mấy người là VinFirst đó, họ có mấy cái voucher để họ có thể đi sở hữu mấy cái VinPearl Resort ở bên Việt Nam, Phú Quốc hay là ở Đà Nẵng hay là Nha Trang đó, thì Hướng có cái gì mà Hướng có thể chia sẻ với những người trong đó có mình luôn, tại mình chưa có gia đình, mình chưa có làm gì hết. Tại vì có gặp khó khăn gì không khi mà làm giấy tờ passport hay là book hotel hay là book mấy cái chuyến đi chơi đó? Không anh, bởi vì ở trong có một cái app của VinFirst đó, thì mình có thể mình lên đó mình book mình book vào trong đó thôi, rất là dễ dàng. Thì mình có thể chia cái voucher của mình ra làm hai phần. Ví dụ một cái resort đó mình ở đó 3 đêm thôi, nếu mà anh thích thì có thể ở 6 đêm, mà theo em nghĩ thì ở một nơi nào mà 6 đêm thì hơi nhiều lâu đó, thì mình có thể là ở cái VinFirst nào, cái resort nào của VinFirst ở tỉnh Việt Nam cũng được hết. Thì mình thu cái plan mình thích ở đâu mình ở, thì mình chia ra làm hai phần mà tổng cộng họ cho là 6 ngày thôi. 6 đêm. 6 đêm và 8 ngày. 6 đêm 8 ngày. Thì trong đó thì mình có thể đi những cái theme park. Đó, những cái resort nào nó cũng có theme park trong đó, nó gọi là theme wonder, nó có safari, rồi thành phố gọi là ngủ
ngày một cái thành phố này, một cái Kim Phúc thì mình có thể đi một ngày là đủ. Còn khi mình tới Sài Gòn mình phải mua tự túc mua vé máy bay từ đó tới đúng rồi, Nha Trang hay là tới Phú Quốc hay là Đà Nẵng cái đó mình tự lo. Yeah. Nhưng mà khi mình tới mấy cái chỗ mà mấy cái resort đó thì VinFast họ sẽ Vinpearl họ sẽ có người chở mình đi từ phi trường vô trong mấy cái mình phải gọi mình báo cho người ta trước khoảng tốt nhất thì khoảng tuần. Nên là có thể mình phải vài ngày cũng được để người ta sắp xếp lịch để người ta đưa xe ra người ta đón mình về. Okay. Service của Vinpearl very good. Yeah. Nhân viên. Ok, vậy bây giờ mình cảm ơn một lần nữa xin cảm ơn Hướng. Yeah. Rồi bây giờ mình nghỉ vài phút rồi mình có thể chia sẻ tiếp một cái đề tài khác. Một cái video mới ra sáng nay mà anh em mình cũng như nhiều người Việt Nam cũng đã xem và có một vài người comment trong video của mình đó. Mấy người chắc bên Việt Nam họ cũng đề nghị mình chia sẻ cái cảm xúc hay là cái ý kiến của mình, comment của mình về cái video đó. Cho nên bây giờ mình tắt mình nghỉ chút xíu rồi. Hôm nay mình cũng vô tình mình xem được cái video clip của một cái kênh rất là nổi tiếng của Mỹ, nó gọi là Donuts, của mấy anh hồi đó giờ mình chưa coi cái kênh của này, nhưng mà hôm nay mình thấy tại vì cái đề tài là họ nói về cái xe VF8, cái đề tài rất là nói tiếng Việt Nam gọi gì, nhạy cảm hả, nhạy cảm là hên. Đề tài của nó viết là tiếng Anh là tiếng Việt Nam dịch ra là chúng tôi lái chiếc xe được đánh giá tệ nhất ở Mỹ. Tiếng Anh nó nói là we drove the worst review car in America. Khi mà đọc cái tựa đề đó cái người bình thường không biết gì về VinFast hay là hãng xe điện, họ nghe sơ qua họ chỉ cười thôi, họ nói họ chỉ nghĩ là đừng có bao giờ bỏ một chút thời gian nghĩ tới cái sản phẩm này, giống như họ coi cái đó họ cái đề tài nó rất là phản cảm, giống như là giống như mấy cái đề tài của mấy cái nhà viết chuyện về xe ô tô của Mỹ, họ hay viết về quay đầu lại Việt Nam đi, hay là xe chưa có đủ tiêu chuẩn, hay là xe làm là nhức đầu, hay là giống mấy cái tựa đề nó làm cho cái sản phẩm rất là tiếng Việt Nam mình nói là rất là dìm hàng, giống như tiếng Mỹ nó gọi là put down. Giống như mình cảm nghĩ là mỗi lần mà một người nào họ hay là một cái hãng nào hay là một cái nhà báo nào hay một cái kênh nào lớn mà họ làm một cái đề tài giống vậy, giống như họ cố tình họ hại cái sản phẩm đó, hay là họ dìm cái hàng đó, hay là họ giống như là họ tuyên truyền đó, họ hô hào với nhau cho mấy người mà chống phá VinFast hay chống phá Việt Nam hay là chống phá cái xe VF8, họ ra một giống như họ đổ xăng vào lửa vậy đó. Mình cảm thấy giống vậy đó, cho nên mình coi qua lại, mình coi cái đó xem, mình xem hai lần, mình cũng đọc rất nhiều comment của mấy người ở những người nước ngoài, trong đó cũng có một số người Việt Nam, họ xem cái video xong rồi họ cũng comment rất nhiều. Nhưng mà mình muốn chia sẻ với các bạn, nhưng mà mình muốn mình cũng biết là Hướng nói với mình là sáng nay Hướng cũng coi cái video đó rồi, cho nên có thể Hướng có thể chia sẻ những gì mà Hướng cảm xúc cứ sáng vô tình cũng coi được cái video đó, cho nên là cái cảm giác đầu tiên á là mình thấy hơi lo lắng cho VinFast. Thì VinFast là cần phải cố gắng hơn nữa này, nhưng phải tạo lại, thứ nhất là phải lấy lại được cái hình ảnh này, rồi thứ hai nữa là phải chứng minh cho cái thị trường Mỹ là chiếc xe này là tốt đó. Cho nên là mình nghĩ là VinFast cần rất là có nhiều việc cần phải làm. Thứ nhất là cần cải thiện hình ảnh với truyền thông này đó. Thứ hai nữa thì cái review thì một chiếc xe anh có thể anh trải nghiệm trong vòng 30 phút hay là 1 tiếng đồng hồ đó, thì that's
không có có công bằng cho anh tự đánh giá một chiếc xe, nhất là xe điện. Vì anh cần nhất là xe điện, technology nó khác nên anh phải cần thời gian để anh tìm hiểu cách sử dụng nó cũng khác những xe thường nữa, cho nên mình thấy là nó không có công bằng cho VinFast đó. Mà ở Mỹ là một cái xứ sở tự do mà, thì người ta ưng review sao cũng được, tự do ngôn luận mà. Mà đối với mình thì cái trăn trở nhất của mình á là không phải người Mỹ người ta review cái xe này sao, mà quan trọng là mình là người Việt Nam thì mình phải ủng hộ cái sản phẩm của người Việt Nam trước tiên đó. Cho nên là mình cũng gọi là ước ao, hay là mình cũng hy vọng nó người Việt mình ở đây mình phải mở lòng để mình phải ủng hộ cho VinFast. Mình có thể là mua xe, hay là mình nếu mình không có điều kiện mua xe hay là mình không có nhu cầu mua xe thì cũng làm ơn đừng có đi rêu xấu VinFast đó. Mình thấy một số người ở đây chưa bao giờ thấy chiếc xe VinFast ngoài đời là sao, nhưng là cũng bị cái tư tưởng là hay là bị tẩy não, hay là cũng theo cái số đông á của những người trên mạng á thì bắt đầu cũng chê về chiếc xe. Nhưng thật sự là anh chưa bao giờ anh nhìn thấy một chiếc xe VinFast ở ngoài đời hết trơn á. Thì mình rất là buồn, cho nên là khi mà thấy những cái channel của người Việt mình á, mình người Việt mà mình lên mình review mà mình để mình moi móc để mình tìm những cái xấu của xe VinFast á, hay là anh thấy một cái lỗi nào là tự nhiên là anh giống như là một cái niềm vui của anh mừng tuyết lên đó. Mình không hiểu nữa đó. Còn anh đừng có đem cái vấn đề về chính trị ở trong này, cái này là một cái sản phẩm. Anh ra ngoài chợ thì Việt Nam mình thì cũng có gạo Việt Nam, nước mắm Việt Nam. Nếu anh chống đối hàng Việt Nam thì anh đừng có ăn cái đó. Anh đi anh mua ketchup về anh ăn đi, ăn được miệng đi, đúng không? Ở California nó có gạo nhiều lắm. Có gạo đó. Thì anh đi vô chợ thì anh tìm đồ Việt Nam ăn, mà có đều cái xe thì xe của Việt Nam thì anh lại chống đối. Mình cũng không biết lý do. Anh nói cái xe này là của cộng sản gì? Bây giờ nếu mà chiếc xe này thật sự là của cộng sản đi, mình cũng vẫn mua. Vì nếu mà cộng sản mà nó làm những cái việc tốt cho đất nước thì tại sao mình không ủng hộ? Còn một số người nói là cái này là Việt Cộng là cái gì? Anh đi về Việt Nam, anh thử về Việt Nam để anh coi Việt Nam mình là bây giờ là cái gì? Việt Cộng hay là tư bản hay là cộng sản? Cái chiến tranh đã qua gần 50 năm rồi đó, thì mình cũng suy nghĩ là mình cũng nên khép lại những cái quá khứ đó, đau buồn của đất nước. Những người giống như là Hồ Chí Minh, Lê Dũng, Võ Văn Kiệt, những ông đó có còn đâu, những ông đó là cựu cộng sản đúng không? Còn bên Việt Nam Cộng Hòa thì cũng Nguyễn Cốc Kỳ, Nguyễn Văn Thiệu đó, cũng đâu có còn ai nữa. Thì bây giờ anh chống đó, anh chống ai? Anh Nam đồng ý không? Đó, anh chống cái gì? Đó. Theo cái lịch sử của Việt Nam mình biết bao nhiêu triều đại nó thay đổi đó. Bây giờ anh cứ chống đối là anh chống đối thì sao? Mình cũng muốn chia sẻ với các bạn là có một số bạn chắc chưa biết, Hướng là con trai của một sĩ quan phải không ạ? Không, Hướng sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa. Ba của Hướng đi qua bên Mỹ năm nào? Ba em đi qua năm 1992. 92. Đi hồi đó là viện HO. Yeah. Hồi xưa ba của Hướng đi cải tạo bao nhiêu năm rồi? Ba em đi cải tạo cũng gần 10 năm. 10 năm. Yeah. Yeah. Quá lâu. Thì ba em là cũng là một người Việt Nam yêu nước. Thì thời đó ba em là lớn lên ở miền Nam thì anh phải đi theo Việt Nam Cộng Hòa thôi. Còn anh lớn là miền Bắc thì anh đi theo Cộng sản. Nói chung là ba em là cũng là một người yêu nước. Đúng không? Nhưng cái lịch sử nó đã sang trang rồi đó.
Bây giờ mình thấy một số người cộng đồng chống đối ngày lễ mang cờ mang ra biểu tình 50 năm rồi, thì những người đó năm nay em nghĩ khoảng bao nhiêu tuổi? 60-65 đó. Nếu mà tính ra thì lúc đó người ta mới có 15-16 tuổi, người ta có, người ta biết cái gì về về cộng sản, biết cái gì về chiến tranh, mà bây giờ tự nhiên là lên mang đồ rằn ri rồi lên tự mình là phong chức cho mình này kia ra biểu tình đó. Thì em khuyên, em thấy những người như vậy đó, nếu mà có thì giờ rảnh rỗi như vậy á thì mình nên đi về Việt Nam đó, đi làm từ thiện, đi giúp đỡ người nghèo thì nó tốt hơn là làm những cái việc mà nó không có ý nghĩa mà nó ồn ào. Mà nói thiệt ra những người lớn như em mà thấy người Việt mình tự nhiên ra biểu tình la lối ôm sùng đó, gọi là cũng mất mặt với người nước ngoài nữa. Nó không, cái cách chống đối của anh bây giờ là nó không có còn hợp thời nữa đó. Bây giờ cộng đồng người Việt mình, anh làm sao anh làm giàu đó, thì người nước ngoài người ta nhìn mình, người ta tôn trọng cái cộng đồng của mình. Thì bây giờ anh cứ ra anh cứ chống đối này, một cái người doanh nghiệp là anh tự nhiên anh chụp mũ người ta, anh gọi người ta là cộng sản, rồi anh biểu tình anh cho người ta làm ăn đó. Ở đây Sacramento này cũng có cái khu shopping center đó, thì người ta mở ra cũng rất là đầu tư, cũng rất là nhiều tiền đó. Một số người là cũng nói là cái này là cộng sản rồi, cho nên là những cái business người ta không có dám vào để người ta mướn ở trong đó. Rồi mười mấy năm nay là để hoang, người ta biết bao nhiêu tiền. Cái nào? Cái mà ở nằm trước cái chỗ gần Đức Hương, gần cái chỗ mà Thanh Sơn, Hiền Thánh đó. Okay. Oh yeah, cái đó vợ chồng mình đi ngang đây mười mấy năm rồi. Yeah. Mà lúc nào cũng thắc mắc nói tại sao họ xây ra một cái khu shopping đẹp như vậy. Mà vô trong thấy rất là rộng rãi, rất là sang, mà sao 15 năm rồi. Đó. Mà không có một cái tiệm nào dám cho chống mướn hết á. Mình nghĩ, vợ chồng mình nghĩ là chắc là nó bị phong thủy, hay là nó bị trục chặt cái gì, hay là bị luật pháp, hay là cái người mà họ đầu tư đó họ bị cái gì chứ sao mười mấy năm rồi mà sao không có ai vô chống mướn hết. Nhưng mà cái đó là bây giờ mình mới nghe lần đầu tiên là Hướng nói là tại vì chính trị đó hả? Dạ, người ta nghĩ là những người đó là gọi là bị cộng, người ta đầu tư, người ta xây dựng cái đó. Rồi bên đây người ta chống đối, người ta không có để những cái business người ta vào, người ta mướn. Người ta đầu tư biết bao nhiêu tiền ở trong đó. 30 năm này bây giờ bỏ hoang để cho người homeless vào trong đó. Dạ, mà sao họ không bán cho cái người chủ khác mà để cái... Dạ, em cái đó thì em cũng không biết được. Mà cái đó là một trong những cái vấn đề, tại sao cái đó mà bao nhiêu năm người ta xây dựng lên người ta để hoang. Mười mấy năm. Dạ. Yeah. Cũng thấy tội. Bởi bây giờ anh người trong cộng đồng thì anh... Thứ nhất là những cái người đó là không có đại diện em ở trong cái cộng đồng này. Ok, mấy người cứ mở miệng ra tôi là đại diện cộng đồng, ai là người bầu anh lên mà gọi là anh đứng ra anh gọi là anh là gọi là tôi là đại diện của cộng đồng người Việt Nam, tôi đâu có bầu anh ra đâu đó. Thì bây giờ mình người Việt mình ở đây á, thế hệ trẻ như tụi em á, cầu mong sao người Việt ở bên này thành công đó, ngày nhiều business không, nhà hàng hay là cộng đồng người Việt Nam mình phát triển, để mình ra đường sau này con cái nó còn hãnh diện người Việt Nam mình chứ. Anh nhớ hồi xưa mình là mười mấy năm trước, 20 năm trước mình qua đây đi ăn là cũng phải đi vô nhà người Tàu này, chờ cũng người Tàu này, không có cái khu mà shop bên nào của người Việt Nam hết, đúng không? Thì bây giờ nếu anh không làm được thì để người khác người ta làm, đừng có mà anh đi chống đối biểu tình. Bây giờ mình chút nữa mình sẽ quay lại cái vấn đề của cái video của mấy người Mỹ mới ra đó. Yeah. Họ nói là không có được tốt về VinFast xe F8, nhưng mà khi mà Hướng nói về mơ ước là người Việt Nam bên Mỹ, những người trẻ, mấy người mà thành công hay là bất cứ người nào mà có điều kiện cuộc sống tốt bên Mỹ, họ nên bỏ qua quá khứ, rồi họ nên tìm cái gì mà giúp nhau để cho cái cộng đồng mình nó unite hơn đấy, phải không? Để cho mấy người chủng tộc khác họ nhìn thấy họ nể mình hơn, chứ còn họ thấy mình chia rẽ, mình không có
ủng hộ cái sản phẩm rất là tốt, rất là mấy người khác, mấy người nước ngoài họ, họ rất là ghen tị khi họ thấy Việt Nam mình làm được mấy cái xe này mình đi. Người nào mà khi mà tìm họ, họ họ biết được cái xe này bên Việt Nam ra là họ rất là sốc. Mấy người nước ngoài á, nhất là mấy người Á Đông hay là mấy người Philippines, mấy người Trung Quốc, mấy người Thái Lan, người Lào, người nào cũng vậy hết. Ngay cả người Mỹ luôn. Mà tại sao mình là người Việt Nam mà mình làm lơ nó? Cho nên sẵn hồi nãy Hướng nói về cái mơ ước của Hướng đó, bây giờ mình muốn nói với Hướng là đó cũng là cái mơ ước của mình. Mình đã từng nhiều lần mình nghĩ trong đầu, mình nói đây là một cơ hội duy nhất người Việt Nam mình ở bên Mỹ hay là mấy nước khác trên thế giới, nếu mà họ đổi lại cái họ làm ngược lại cái những cái gì họ đang làm bây giờ đi, thay vì họ chống đối đó mà họ ủng hộ cái này đi, mà mấy người Việt Nam mình đó, mấy người mà có điều kiện đó, mấy người không có điều kiện mình không có trách họ, tại vì cái này đó, sản phẩm nó 50.000 đô chứ không phải là rẻ. Mấy người mà mua được cái xe 5-60 ngàn, 7-80 ngàn hay 100 mấy chục ngàn, tại sao họ không có lấy cơ hội họ mua cái xe VinFast? Mà cái xe này mình đi rồi mình thấy nó rất là xịn, nó không phải là perfect nhưng mà mình đi mình rất là happy, mình rất là tự hào, rất là không phải là mình ủng hộ Việt Nam mình đi cái xe này, nhưng mà tại vì nó thật sự nó rất là tốt, nó rất là chính xác, rất là mạnh, rất là đầm với cả rất là lái rất là bén nhạy. Tại sao người Việt Nam khác họ không có làm giống như mình? Tại vì nếu mà mình tưởng tượng, thí dụ như bây giờ mà mình đi ra ngoài phố đó, mình thấy người Việt Nam nào cũng giống như là một cái phong trào, người nào cũng đi mua xe VinFast hết. Lúc đó là mình thấy là coi như là bên Mỹ này vật chất không có thiếu, người nào cũng có thể ở được cái nhà sang trọng, cũng thể đi được 2-3 chiếc xe xịn của Đại Hàn hay của Nhật hay của Đức. Nhưng mà một cái họ không bao giờ có được, tiền không bao giờ mua được, là cái niềm tự hào. Đúng rồi. Cái vinh quang giống như cái nó gọi là tinh price. Thần đó. Yeah. Mà bây giờ mình thấy cái duy nhất mà có thể đem lại cho họ cái tinh thần mà nó không có mắc nữa. Nó tương đương với mấy cái xe khác họ đi, nếu mà họ đổi cái chiều hướng một cái đó, mình thấy là người Việt Nam mình lúc đó là bây giờ đó họ làm được là thôi. Mấy chủng tộc khác nó không có dám đụng tới mình nữa, nó rất là nể mình. Nó có phải có một cái nhìn khác về người Việt Nam. Đúng rồi, đúng rồi. Bởi vì người nước ngoài người ta nghĩ Việt Nam mình là người ta biết Việt Nam mình qua chiến tranh này, chiến tranh với Hoa Kỳ này. Đó, người ta chỉ nghĩ Việt Nam mình là những anh lính du kích, rồi anh ở trong rừng, rồi anh bắn súng, rồi giỏi về chiến tranh. Đó. Cho nên là mình phải từ từ mình phải thay đổi cái suy nghĩ của người nước ngoài về Việt Nam đó, thì bằng những cái hành động nào, thứ nhất là mình phải mạnh về kinh tế, mạnh về văn hóa đó, thì mạnh về văn hóa là đưa ra những sản phẩm như là nhạc này, phim bộ này, những thời trang, thì giống như những nhạc thì bây giờ cũng nước ngoài người ta cũng biết về âm nhạc Việt Nam nhiều. Ca sĩ trẻ giống như là Sơn Tùng rồi cũng rất là nổi tiếng ở nước ngoài đó. Thì em mong không phải là người Việt mình mua xe, mà anh làm ơn đừng có chê cái xe là được rồi. Em mong sao đừng có đúng chê. Rồi không phải là mình nghĩ là mình họ nên mua xe VinFast mà không mua cái xe của họ thích, nhưng mà anh mua xe nào anh thích, nhưng anh đừng anti cái xe của VinFast. Là mình không có suy nghĩ, mình không có cái lý do nào mà tự nhiên mình cái sản mình anti một cái sản phẩm của người Việt Nam mình. Người Việt Nam mình không ủng hộ cái hàng Việt Nam mình, làm sao mà người nước ngoài đã ủng hộ hàng Việt Nam mình? Yeah, đúng rồi. Đúng không? Mà tại sao người nước ngoài, mấy người mà không biết gì về VinFast hay họ không có ngờ được cái xe này nó là xe bên Mỹ, tại sao họ rất là sốc, họ rất là hãnh diện cho người Việt Nam mình? Yeah. Mà tại sao mình là người đáng lẽ ra mình là người phải hưởng thụ mấy cái đó hết, mà tại sao mình lại tránh nó, hay là mình không dám ra ngoài mình chúc mừng? Mình biết có rất nhiều người Việt Nam họ rất là mừng khi họ thấy mình. Yeah. Họ rất là mừng khi họ thấy cái xe mình, tại vì mình nhìn qua họ thấy mình nhìn thấy mặt họ đi theo chiếc xe này, họ nhìn họ rất là hài lòng. Nhưng mà
mình chưa thấy người nào mà khi mình đậu ở trung tâm Việt Nam, mình chưa thấy người nào mà tới gần mà bắt tay mình hay là hỏi thăm mình cái xe này ra làm sao sao. Có vài lần họ có một vài người hỏi nhưng mà họ rất là sợ. Người ta sợ có một số người người ta chống đối đó. Thì em nghĩ một cái có thể là gọi là 50% đi của cái thành phần mà chống đối đó đó, thì người ta thứ nhất là người ta nghèo về cái tư duy. Cái suy nghĩ người ta nghèo và cái kiến thức người ta nghèo đó. Cho nên là mình hy vọng là nếu mà VinFast có thể mà cầm cự ở nước Mỹ này trong vòng 5 năm á, 5 năm, nếu mà cầm cự trong vòng 5 năm thì VinFast sẽ thành công. Thì cái thị trường Mỹ thì ra cũng người Mỹ người ta rất là dễ. Một cái sản phẩm nào mà anh cứ thấy hoài á, và lần lần tự nhiên là anh cảm giác là một cái sản phẩm tốt thôi. Đúng rồi, nếu mà họ thấy họ thấy hàng ngày mình đi rồi nhưng mà cần thêm nhiều hơn nữa. Giống như là lúc đầu thì mình thấy xa lạ, nhưng mà nếu anh thấy chiếc xe đó ngoài đường anh gặp hoài mỗi ngày á, thì người ta chiếc xe này tin tưởng. Người ta tin tưởng, người ta mua. Nhất là cái xe nó đẹp nữa. Tại vì có nhiều người họ nhìn cái xe mình, cái xe màu xám giống như bất cứ cái xe màu xám khác. Nhưng mà tại sao họ chú ý cái xe mình? Tại vì cái dáng nó đẹp, biết cả cái mã nó đẹp, biết cả khi mà họ thấy mình đi rất là nhanh. Ví dụ như mình ngưng đèn đỏ, khi mình đi mình vọt một cái chút xíu là mình bỏ hết mấy xe đằng sau. Rồi khi mà mình chuyển len cũng vậy nữa, mình đổi lằn ha, mình rất là nhẹ nhàng, rất là thoải mái. Cho nên đó, cái đó là cái sự chú ý của mấy người nước ngoài, họ nhìn vô họ chứ không phải là chứ còn nhìn sơ qua nó cũng giống nhiều chiếc xe Acura hay là Lexus, nhưng mà cũng vì vậy mà tại sao em với anh em mình ngồi ở đây ngày hôm nay. Thứ nhất là em thấy anh Nam cũng giống như em á, có một cái tầm nhìn cũng là giống nhau, phải không? Một cái tầm nhìn gọi là tích cực về một đó. Còn bây giờ anh coi ở trong mạng thì cũng rất là nhiều cái channel mà anti, mà mình có thể là mình nhìn những cái người đó đó, mình có thể mình nhìn cái người mà những cái chủ kênh đó, những cái đó là mình nhìn người ta giống như cái thần sắc của người ta đó, có vẻ là nó là negative, nó u ám lắm. Đúng rồi, đó. Bởi vì anh cứ ngồi mà anh cứ đi tìm những cái chuyện xấu của người ta đó, thì nó cũng hiện ra trong cái sắc mặt của anh đó. Đó nên anh nhìn thấy nó u ám rồi mặt rồi mụn rồi lên rồi đó. Đúng rồi, bởi vì anh cái gọi là cái tâm sinh tướng của anh đó. Nhưng mà mình thấy rất là ngộ là ở trên đời này đó, cái gì mà nó tốt á, người ta không thích nghe. Ví dụ như bây giờ mà mình coi cuốn phim mà cái người ngồi đó nói toàn cái gì cũng tốt hết, không ai coi hết. Nhưng mà cái phim mà chiếu cảnh cha mẹ hay là vợ chồng đánh ghen đánh lộn á, cái chuyện rất là xấu, thì nó rất là nhiều người coi hay là viral. Cho nên đó, mấy cái kênh mà nó họ nói xuyên tạc về Việt Nam hay là hãng VinFast, hay là họ nói về cái xe này bị tùm lum hay là cháy hay là đi không được nữa, mấy cái kênh đó cái người mà theo dõi đó quá đông, giống như mấy trăm ngàn người luôn. Mà khi mà họ làm cái video họ nói nhảm nhí, họ nói với chuyện mà không có họ cũng nói có, hay họ nói họ phóng đại ra, hay họ nói họ thêm bớt vô, họ làm có chuyện để họ nói cho cái người theo dõi họ thích nghe vậy đó. Mà mấy người theo dõi là quá đông luôn, cho nên mình thấy cái đó là cái thực tế ở ngoài đời. Người mà ghét á thì rất đông, cái người mà họ nói là ghen tị hay là họ ghét thì rất đông, còn mấy người mà ủng hộ thì rất ít. Nhưng mà không phải ít, tại vì họ không có rảnh để họ vô trong mạng họ coi để họ view hay là họ like cái video của mình. Còn mấy người mà mấy cái video mà nói xấu về VinFast hay là Việt Nam á, thì rất đông người coi, mới là rất đông người comment hay rất đông người like. Mình nghĩ thực tế tại vì những người mà làm cái đó họ rảnh, phần nhiều của họ rảnh, họ không có đi làm ăn tích cực như mấy người bình thường. Tại vì nếu mà người bình thường họ không có rảnh mà họ
tại vì mình thấy có nhiều trường hợp cái người mà mình viết rất là vô văn hóa, cái người đó viết đủ thứ nơi hết á. Tại vì mình đọc mấy cái bài của người Mỹ, họ viết mấy cái trang về ô tô đó, cùng một cái tên người Việt Nam đó mà đi hết cái câu chuyện này đến chuyện khác, cũng comment hơi giống nhau hết, mà toàn là nói mấy cái chuyện không có mà nói có. Cho nên họ rất là rảnh, họ làm cái chuyện đó mà không biết là có ai cho họ tiền không, họ làm cái đó. Người Mỹ không có, cái đó cũng giống như trong môi trường đó. Môi trường anh em mình ngồi đây nè, thì anh thấy ruồi nhặn châu chấu là lúc nào nó cũng nhiều hơn là nó thật vậy. Yeah, xin các bạn biết là tại vì ruồi nhiều, vì tại anh em mình hồi nãy ăn cá khô. Mà lúc nào ruồi nó cũng nhiều hơn. Ăn cá khô quả hướng đem về từ Đà Nẵng phải không? Cá khô biển ăn rất ngon, uống bia rất ngon, mà ăn xong cái miệng của mình hay là tay chân mình vẫn còn mùi cá khô, cho nên ruồi nãy giờ nó tới nó thăm mình quá trời. Thì hôm nay hai anh em mình tâm sự thì cũng có đem vấn đề mà một hơi có một chút chính trị vào trong này nữa. Thì khi mà mình nói chuyện thì người ta nói là đừng có đem vấn đề chính trị hay là tôn giáo vào là dễ phật lòng đó. Nhưng đôi lúc mình cũng phải lên tiếng, không? Thứ nhất là cho người ta biết cái suy nghĩ của mình. Có một số người bên này là tự xưng mình là giống như là cộng đồng á, và là cái gì leader của nếu đại diện đó. Đại diện cộng đồng. Rồi anh lên anh tuyên bố này kia, những cái người đó ai bầu những người đó lên để làm gọi là đại diện cộng đồng? Mấy người đó phần nhiều họ ở quận Cam, ở Nam Cali thôi. Chứ còn nhưng mà mình theo mình thấy đó, những người đó họ lên đó, càng nhiều thì thấy nó không có nhiều tác dụng nhiều. Mình nhận xét thấy vậy. Tại vì thế hệ bây giờ là phần nhiều là trẻ tuổi, người ta không có liên quan gì tới quá khứ của Việt Nam hết. Họ chỉ nhìn thấy những cái gì hiện tại và tương lai. Đúng rồi. Chứ còn không có ai muốn nhắc tới hồi xưa là bây giờ cộng đồng như những người trẻ như tụi em đây á, người ta mong nói chung là người ta lo về kinh tế nhiều hơn là lo về chính trị. Tại vì thời đại này đó, công nghệ nó phát triển quá nhanh, cho nên không có ai mà không ai có đủ thời gian hết đó. Có một số người trẻ người ta cũng phải theo những cái người đó, bởi vì người ta sợ khi mà làm ăn rồi sợ những người ta chống đối. Cái đó em nghĩ những cái tư tưởng những cái người đó, người trẻ đó, người ta không có phải là suy nghĩ giống như những cái người mà gọi là đại diện cộng đồng rồi đi chống đối rồi biểu tình rồi đó. Bây giờ anh có những người biểu tình đó là như thế nào? Những người toàn là 60 tuổi rồi lên đó. Thứ nhất là anh rảnh rỗi, anh có việc gì làm, đúng không? Anh rảnh rỗi thì mình khuyên những cái cô những cái bác đó, cứ mà chống đối biểu tình đó, thì mình dành chút thời gian để mình về Việt Nam này, mình có thể là đi làm từ thiện này, đi làm công quả này, làm những cái việc có ích, hay là đi du lịch thôi, đi du lịch cũng được. Làm những cái việc có ích cho chứ còn chống đối biểu tình không còn hợp nữa. Bây giờ người ta tranh đấu, nếu muốn tranh đấu kiểu khác. Chứ còn không mà tranh đấu mà biểu tình rồi đi lấy la lối ung sùng ở ngoài đường á. Thứ nhất là cản trở cái cuộc sống của những người. Từ ngày hướng đem chiếc xe VS8 về đó, có gặp trở ngại gì về những người bạn hay những người làm việc hay là khách hàng hay là bà con gia đình, có ai phản đối hay là có ai làm cái gì hay nói cái gì mà cho hướng cảm thấy buồn không? Không, lúc đầu mà đến người nhà của em mà nghe em nói là mua xe VinFast ấy, thì người ta nói đừng có mua xe này nha, xe này là xe của Trung Quốc. Đó. Xe này của Trung Quốc, Việt Nam chỉ lắp ráp thôi. Thì em nghe thì nghe, có điều mình cái quyết định là của mình mà. Người em là không có, mình phải biết cái nhận thức đó. Ai nói gì nói, mình phải cái nhận thức của mình là mình phải không có lay chuyển được. Rồi cũng có một số
mấy em mấy đứa em nó trẻ thì nó kêu ô wow, cái này là VinFast hả, cái này nó có chạy được không vậy, hay là xe này là nghe là xe này là xe bằng bằng bột á mà không có chạy được. Nói vậy đó, cái em lên đây anh chở em đi vòng đây đó. Thì nhưng đa số những người bạn mà em quen biết đó thì người ta cũng có một cái suy nghĩ rất là tích cực, đúng không, người ta cũng có suy nghĩ ồ xe này cũng được mà, nếu người ta không có mua nhưng người ta không có chê, đúng đó rồi. Em chỉ cần vậy thôi. Hướng có chở bạn bè hay gia đình đi xe nó nhiều chưa? Rồi có chứ, cũng đi chơi. Hai Mimi muốn vô trong đây chia sẻ gì không với video mình không? Đi về Việt Nam thích không? Dạ cũng ok, cũng vui mà nhanh qua quá. Nhanh quá hả? 3 tuần dạ. Mà nó nhanh. Tại vì chưa đi chơi đâu. Đi nhiều quá 3 tuần. Vợ của Hướng. Dạ. Ok, bây giờ mình nói chút xíu lại về cái video sáng này không? Trước khi mình kết thúc. Làm sao cũng được. Ok, vậy mình cũng muốn chia sẻ lại với các bạn, hồi nãy mình tính chia sẻ về cái cảm nghĩ của mình về cái video của cái kênh Donuts, cái kênh mà có tới gần 8 triệu người theo dõi luôn. Mà cái video của họ trung bình 1-2 triệu người xem. Và cái video hồi sáng họ đăng về cái xe VF8 mới có mười mấy tiếng mà đã bây giờ chắc 600-700 ngàn người view rồi. Cho nên nó có một cái nó lan tỏa rất là rộng khắp khắp nước Mỹ hay là thế giới luôn á. Thì chủ yếu là mình không biết Hướng nghĩ sao, nhưng mà cảm nghĩ của mình coi cái video rồi mình thấy rất là đơn giản. Mình thấy hai cái anh này, hai ba cái anh trẻ này đã có một cái ý định không có tốt về cái sản phẩm, về chiếc xe này rồi. Cho nên khi mà họ làm cái video này đó, họ chỉ dùng cái này là một cái đề tài để câu view, để tại vì cũng để làm một trong những cái video mà nhiều view của họ thôi. Tại vì những cái video mà họ đã làm rồi đó, phần nhiều là toàn là đề tài mà nó hơi sốc á, chứ họ không có làm mấy cái mà nghiêm túc. Cho nên họ tìm tòi cái đề tài nào mà nó đang hot. Để họ dùng cái đó họ làm một cái clip để họ giống như họ nó gọi là exact rồi, vậy giống như là họ thêm bớt vô để cho nó cái người xem, để câu người view đó. Cho nên khi mà mình xem qua, mình thấy những cái mà họ chọn lựa để họ review á, họ muốn so sánh với những gì mà mấy người mà viết về cái xe này, những người mà báo chí về ô tô của Mỹ viết á, thì họ có đề xuống mấy cái đề tài, giống như là cái đầu tiên là khởi động xe, giống như vô xe này mình làm cái gì, rồi xi nhan, cái đồ mà xi nhan mình cũng nói về cái đó vài lần, rồi họ nói tới mấy cái cảnh báo bíp bíp, rồi họ cũng nói tới cái hỗ trợ lái, nhưng mà họ không có nói về cái ADAS, họ nói là hỗ trợ lái phần nhiều là cái lens assist. Yeah. Rồi họ nói chất lượng lái là ngồi trong cái xe nó thoải mái làm sao, nó êm hay là nó rung, hay là rồi cái cuối cùng là họ nói là về cái xe nó khi mà đạp ga nó tăng tốc làm sao. Thì họ cái mà khởi động xe khi mà vô đó thì mỗi cái xe nó khác nhau nên không có cái gì lạ hết. Người nào vô cái xe mới họ cũng phải ngồi nghỉ một gần khoảng một phút họ mới tìm được cái nút bấm ở đâu. Còn cái xe VinFast này mình thấy nó rất là hay, cái là mình không có cần bấm gì hết, vô xe là mình unlock cái xe là nó on rồi. Mà khi mà mình đạp vô thắng á, là lúc đó là cái pin nó bắt đầu nó warm up, phải không? Cái computer bắt đầu nó... Đúng rồi, khi mình đạp vô cái phanh á, lúc đó là cái xe nó bắt đầu nó get ready, giống như nó bắt đầu để cho mình sử dụng á. Chứ còn nếu mà mình không đạp thắng á, không có đạp cái phanh nó thì mình chưa có đổi cái số đi được. Rất là đơn giản, vô xe ngồi đạp phanh rồi mình bỏ cái profile của mình vô, xong rồi khoảng 1 phút hay là 30 giây thì mình có thể mình lái đi. Nhưng mà mình đã thử rồi, nếu mà mình không có enter cái profile của mình á, mình đạp thắng thôi, mình đi bình thường giống như xe xăng, nhưng mà nó không có hiện lên cái profile của mình thôi, nhưng mà mình vẫn lái được giống như xe thường đó. Cũng ok.
Cho nên nhưng mà cái này mấy người này họ cũng ok, họ không có chỉ trách gì nhiều. Rồi cái thứ nhì mà họ nói về cái xi nhan đó, họ cũng ok cái đó luôn. Mình cái đó nó cũng hơi khác cái xe thường. Thì cái đó mình không có nói gì, nhưng mà cái mà mình thấy họ nói mà mình cảm thấy họ hơi pha chế thêm là cái mà nó cái xe nó bíp nhiều đó. Nếu mà mình lái quen rồi, lúc đầu mới vô mình chưa quen thì mình làm rất nhiều lỗi cho nên nó bíp là đúng rồi, nhưng mà mình biết cách sử dụng rồi, mình không có lái quá nhanh hay là mình không có đi sát cái lề quá thì nó cái bíp nó sẽ giảm, nó không có bíp nhiều. Còn một cái nữa là họ nói chất lượng lái khi mà ba cái anh này lái trong cái xe đó trên một cái khúc đường ở Nam Cali, đường 405, cái đường nó rất là xấu, cho nên nó cái xe này là cái bánh là bánh thể thao nó rất là mỏng, cho nên khi mà mình đi cái đường xấu thì cái nó rất là cái xe nó rất là nó ồn, nó rung. Cái đó là không những xe VinFast nhưng mà bất cứ cái xe thể thao nào mà cái bánh là nó mỏng á, thì khi mà cái đường không có được êm á, đường gồ ghề thì lúc nào nó cũng ồn hết, nó bumpy. Cái đó là dĩ nhiên rồi. Thì cái đó họ cũng dùng cái đó để họ cho mấy người mà không có biết về cái xe này, họ nhìn thấy cái video mà mấy anh ngồi trong đó mà cứ rung rung lâu lâu giật cái vậy đúng không, nên họ giống như họ làm cái đó, giống như họ gọi là reinforce những cái gì mà mấy người viết trước đó, mấy người ô tô đó, giống như họ làm vậy, giống như họ đồng ý với mấy người mà đã viết xấu về chiếc xe này. Cho nên họ làm thêm, họ tạo một cái niềm tin không có được tốt về cái xe khi mà họ biểu diễn cái khúc đường rất là gồ ghề vậy. Tại sao họ không có lái mấy cái đường tốt để họ để cho biết hai bên luôn cái xe chạy sao khi mà đường bình thường hay là chạy sao khi mà cái đường không tốt. Còn một cái nữa họ nói cái anh nói mà cái xe tăng tốc mà đạp vô cái ga đạp cứ nhấp nhấp hoài mà nó không làm hết trơn á. Mình sai cái đó mình không đồng ý cái đó. Dạ cái đó giống như là quá làm quá đáng, tại vì bất cứ cái xe nào khi mà mình đạp mà mình không có giữ cái đó thì nó không có đi, đúng rồi. Mình chỉ chớp chớp này nó đâu có đi được. Mình phải nhấn rô rồi nó mới đi vọt. Tại mình đi cái xe hàng ngày nó đâu có giống như mấy người này họ mô tả đâu, cho nên rồi xong họ làm xong mấy cái này sơ qua rồi, nhưng mà họ tránh hết, họ không có nhắc tới những cái hay của cái xe, thí dụ như là họ không có đề tài tới cái ADAS, cái hệ thống ADAS rất là xịn. Rồi họ không có nhắc tới cái head up display là cái mà nó cho mình coi mình coi trước cái cửa kính của cái xe đó, khi mình lái là mình thấy cái số hay mình nó gọi là những cái thông tin của cái xe cho người lái nhìn đó. Cái mà rất hiếm xe có cái hệ thống đó, nó gọi là head up display hết đó. Ngay cả Tesla cũng chưa có, phải không? Tesla không có. Không có. Còn mấy cái hệ thống đó mấy cái xe mắc tiền rất là mắc tiền mới có, mà VinFast có cái đó mà mấy cái anh này cũng không có nhắc tới. Rồi voice command kia mình cũng không có nhắc tới, giống như bỏ qua hết. Rồi cái sunroof rất là có nhiều xe không có, như Tesla không có sunroof, hay là cái cửa sổ trời đó mấy anh này cũng không có nhắc đến luôn. Rồi không nhắc tới cái hệ thống sensor khi trời mưa nó tự động nó đóng cửa hết. Rồi không có nhắc tới là cái xe này rất là rộng rãi so với mấy cái xe điện khác. Mấy cái xe hãng khác rất là nhỏ, nhưng mà mấy anh này rất là bự, ngồi trong nó rất thoải mái, nhưng mà không có nói là cái xe này thoải mái, mà đi nói là cái xe này ngồi chóng mặt nó hơi dòng. Cái đó là không có. Rồi còn cái vô lăng của cái xe này không biết hướng nghĩ sao, nhưng mà mình lái nhiều xe rồi, ngay cả mình có lái cái xe Lexus 450 rất là xịn, mà thấy cái vô lăng này nó rất là tốt, giống như là rất là dễ, rất là nhẹ nhàng, biết cả rất là bén. Mình quay U-turn mình có thể dùng một tay mình quay được mà. Biết cả khi mà mình đổi len á, mình nhích chút xíu là nó đi liền chứ. Chứ còn có nhiều chiếc xe nó hơi lỏng. Đúng rồi. Cho nên bây giờ đặc biệt là về xe Mỹ á, nhìn lúc nó lỏng mình đẩy mình. Cái này nó làm giống như là
mấy chiếc mà xe Đức á, Mercedes, BMW. Dạ, cho nên đó, không những mình cảm nhận cái đó nhưng mà mình có coi qua mấy cái video của cái anh người tay lái này nó nhẹ hơn là tay lái của Tesla. Vì em chạy em biết mà. Tay lái sẽ là bẻ nó cứng hơn. Đúng rồi. Bây giờ mình đi lại mấy cái xe khác đó, thấy cái tay lái rất là nặng, nó hơi khó. Cho nên ngay cả thì, cái anh thì anh Nam cũng đừng quan tâm, bởi vì những cái người này người ta làm cái video hôm nay á với một cái tâm thế là tìm những cái xấu của chiếc xe, đúng không? Yeah. Người ta không có nói cái tốt mà người ta chỉ nói cái xe. Thì mình cũng coi cái này là một vấn đề tích cực đấy, cái này là cũng cho 8 triệu người coi thì cũng có đúng rồi. Cũng có một số người, người ta thứ nhất là người ta biết về cái này là một cái xe của Việt Nam này. Đúng rồi. Thứ hai nữa là có một số người người ta sẽ tò mò. Đúng rồi. Người ta kêu cái xe này tại sao mà nó tệ vậy, người ta cũng lần sau đúng người ta gặp thì người ta cũng có thể là để chạy thử hay là người ta nhìn người ta test drive. Dạ, đúng như đó. Dạ, giống như người nào chê một cô gái là sao mà cô xấu quá, nhưng mà khi mà người ta nhìn thấy cô đó, người ta cái cô đó quá có quá đẹp và có duyên dáng nữa, là người ta có một cái thiện cảm tốt hơn nữa. Đúng rồi, đúng rồi đó. Thì em nhìn cái vấn đề đó tích cực một chút không? Đúng rồi thì giống như anh, giống như em bản thân, ví dụ cái nhà hàng này mới mở mà nghe nói là review dở lắm, em phải đi ăn thử mới biết được. Đúng rồi, bởi vì em không có tin review, mình cái gì mình phải bắt thấy tai nghe mình mới tin được, đúng không? Đúng rồi. Sẽ có một số người như vậy đó. Cho nên là cái này cũng là một cái mình coi là một cái chuyện xấu, nhưng là cũng có thể là một cái chuyện tốt cho VinFast để quảng bá thương hiệu thôi. Mà một cái vấn đề rất là quan trọng nữa là cái xe VinFast VF8 này nó have a very high safety rating. Giống như rất là chắc chắn. Tại vì cái xe rất là chắc, bảo đảm hơn là mấy cái xe điện khác, nó rất là mỏng manh. Mấy cái đó mấy người này cũng không có nói tới. Mà mình cũng rất đồng ý với hướng là mình coi qua lại hết rồi, mình nghĩ là tuy họ nói tuy họ dùng cái này để họ họ dìm hàng, nhưng mà mình nhìn theo cái hướng giống như hướng nói đó, mình nhìn cái đó là đây là cái cơ hội. Tuy họ nói xấu nhưng mà đây là cơ hội tốt cho VinFast. Tại vì biết bao nhiêu triệu người coi cái video, cái kênh của mấy anh này, mình có nhiều người chưa bao giờ nghe tới VinFast, chưa bao giờ biết cái xe nó là sao. Bây giờ họ nhìn thấy, họ có nhiều người họ comment cho nó cái xe đó đẹp, họ nói cái xe đó đẹp, thì họ nói là phần nhiều họ nói là đừng có bỏ qua để cho họ có một cơ hội nữa. Rất nhiều người họ comment, họ nói là mấy anh này, họ đề nghị mấy anh này nên một thời gian sau, vài tháng sau làm một cái video clip nữa để coi cái xe này nó có VinFast có sửa chỉnh sửa có cải tiến không, cải tiến hơn. Đúng rồi, giống như nó gọi là fix á, giống là improve. Có rất nhiều người họ comment, rất nhiều người họ xem cái kênh, cái video này, họ không có hùa theo mà họ có một cái cảm nghĩ là thật sự nó xấu vậy hay không. Các anh nên làm một cái video mới trong vòng mấy tháng nữa để coi VinFast có sửa những cái, tại vì họ nói đó, cái sản phẩm nào nó, nhất là xe điện nó mới ra lúc đầu nó cũng không có bao giờ perfect hết đó, không bao giờ hoàn thiện hết đó, cho nên rất nhiều hãng khác nó cũng bị tùm lum hết rồi. Nhưng mà tại sao mà các anh này không lấy ra cái xe của Đại Hàn hay là của Đức kia, rồi tại sao các anh không có, nó có nhiều cái nó bị hư, giống như bình ắc quy nó cũng bị hư tùm lum hết á. Tại sao các anh nó không có nhắc tới mà cái VinFast này đi hùa theo, tại vì nó từ Việt Nam tới không có ai ngờ là Việt Nam làm được. Thứ hai nữa là họ nói là Việt Nam mình làm quá nhanh đi, họ không có tin được là cái sản phẩm xe điện mà làm từ năm 2017 hay là 20 giờ, còn bây giờ 23 mới nhắc tới cái vài năm triển lãm xong bây giờ đem tới thị trường Mỹ mà đem ra ngoài đường đi, cho nên họ hơi bốc xúc, nên họ thì nó cũng có nhiều cái lỗi nhỏ thì cũng cần phải cải thiện, thì cũng cần như thời gian, ví dụ như mà cái lỗi mà cái tiếng ồn đó, thiệt đó các em, nó nếu em hy vọng có thể có một cái option có thể mình tắt được cái tiếng ồn đó. Ví dụ như ở bên Việt Nam mà đi xe mà VF8 mà xe Việt Nam mình Honda rồi chạy hơi nhiều vậy á, thì nó cũng biết nhiều lắm, bởi vì sensor chỗ nào cũng sensor. Cái đó sensor. Cái đó mình có thể turn off được cái chim này Còn mấy người nước ngoài thật sự là người ta có khen chê thì that's don't bother me. Nhưng mà có rất nhiều người họ nói là những cái mà họ chê mà họ nghĩ là cái đó là cái cần thiết, họ nói là cái đó tốt, tại vì khi mà đổi lens á,
mà cái mấy cái anh này nói không có đúng, họ nói là cái xe VinFast nó không cho mình đổi lane nếu mà mình không có xi nhan. Nhưng mà mình lái mình biết mà nếu mà mình không xi nhan đó, nó sẽ hỗ trợ cái lằn nhưng mà mình vẫn có thể mình qua lane được. Mình để hơi khó chút. Nó hơi khó chút thôi chứ. Yeah. Nhưng mà mấy người này họ kể trong cái video họ nói là họ không có qua lane được, cho nên nếu mà họ muốn tránh cái xe trước đó mà họ quên xi nhan đó, họ không có đổi lane được, cho nên họ phải đụng. Họ nói rất là nguy hiểm nhưng mà bởi vì không công bằng cho một cái chiếc xe mà anh chị có thể sử dụng đâu còn 30 phút hay một tiếng đồng hồ. Họ nói không có đúng. Anh chưa có hiểu ra về chiếc xe, nhất là cái xe điện nữa. Yeah. Rất nhiều người họ comment, họ nói là mấy cái xe xăng cũng giống y như xe VinFast đó. Cái hệ thống mà giữ lằn á, nó cũng không có cho mình đổi lằn nếu mà mình không có xi nhan. Nhưng mà mình vẫn có thể mình đổi lằn được, nó hơi nặng chút xíu thôi. Nhưng mà mấy cái anh này á, thì nói không có nói chính xác, nói là nó không cho mình đổi lằn luôn, giống như mình đi thẳng đụng người ta luôn. Yeah. Cái đó là chuyện nói sai. Nhưng mà họ làm vậy để giống như là người khác người ta hiểu lầm. Yeah. Không công bằng ha. Yeah. Mình cũng không có lo nhiều, tại vì mình đọc comment rất nhiều người họ cũng rất là muốn xe VinFast có một cơ hội giống như cải thiện hơn. Họ nói là trong vòng vài tháng nữa làm video tiếp theo coi là sao. Thì em ở trong em nghĩ sẽ có nhiều người ta rất là lý trí, người ta không có phải mà coi một cái video rồi người ta sẽ tin theo những cái này đâu. Không? Nên những người ví dụ như anh với em có thể mình coi một cái tin tức thôi, đừng nói một cái review xem một cái tin tức đi. Lúc mình cũng phải đánh giá lại cái tin tức đó nữa. Coi cái tin tức nó có chính xác hay không nữa, mình phải you make your adjustment như đó. Đúng rồi. Đó phải là mình cứ nghe người ta nói sao mình tin rồi, phải có từ cái suy nghĩ riêng của mình. Nhưng mà coi cái video này họ nói họ bôi nhọ cái xe này, nó cho mình thêm một cái hứng thú là từ giờ trở đi mình lái xe mình cảm thấy thú vị hơn nữa. Tại vì á càng nhiều người chê cái xe này, nhất là mấy người không biết nó là cái gì. Mà bây giờ hồi đó giờ họ không biết xe VinFast là gì mà họ coi mấy cái này họ nói là thì người ta cũng có một người bây giờ biết. Họ thấy mình đi ngoài đường đó, họ sẽ tự hỏi trong đầu cái xe đó có phải là cái xe người ta nói rất là tệ không, tệ nhất nước Mỹ không, mà tại sao nó có người mà dám mua cái đó, cái thằng nào mà nó ngu dữ. Cho nên nó mình cảm thấy rất là hứng thú, tại vì mình chứng kiến, mình làm những gì mình lái ngoài đó, mình sẽ cho thấy những gì họ coi nè, những gì họ nghe là nó ngược hết. Cho nên nó làm cho mình cảm thấy hứng thú thêm khi mình lái xe đó thôi. Có thể là mình sẽ bỏ tay lên đầu, lâu mình làm vậy, giống như mình cảm thấy bức xúc thì mình làm vậy cho họ thấy luôn, đúng không? Em thì lúc chạy, lúc đại ba lúc nào cũng vụt một cái. Dạ, mình chuyên môn làm vậy. Vụt cái cho người ta nhìn, người ta wow xe này. Yeah. Mà phần nhiều không có cái xe nào chạy theo mình hết, là mình làm vụt một cái là mấy cái xe mà chạy nhanh đó cũng đi chậm chứ không có muốn đi theo mình. Tại nó hết hồn. Cái này nó chạy nhanh mà. Đúng rồi. Cái này là phải xe đua mới theo kịp thôi. Đúng rồi, rất mấy cái xe mà Mustang hay là mấy cái xe Audi mà loại bự đó chạy rất nhanh. Mình chạy theo họ, cứ tới đèn đỏ xong rồi đó mình vọt một cái. Mấy anh nó tự nhiên nó không có chạy nhanh nữa, đi chậm sau. Mà mình đi chậm á họ cũng không có đi theo nữa, họ đi chậm lại sau nữa. Thì những cái review này đó thì cũng là một cái mình phải nhìn tích cực chút không? Trong cái nguy thì có cái cơ ở trong đó không? Thì cũng nhiều người sẽ biết đến. Mình cũng nghĩ giống y Hương nói đó. Mình nói ok bây giờ nó nói xấu mình nhưng mà quá trời nhiều người coi cái kênh của mấy anh này. Cho nên sẽ rất có nhiều người, rất là mấy đứa trẻ đó nó sẽ nhìn thấy cái xe này. Em coi là em chứ đừng có mấy anh Việt Nam lên chê là mình bực bội. Nó thật vậy. Cái này là tiếng Mỹ nó gọi là blessing in disguise. Blessing mà. Yeah. In disguise, giống như là mình tưởng là xui nhưng mà nhưng mà cái hen nó sẽ tới. Đúng, cái gì cũng vậy, đúng. Yeah. Ok, chắc mình cũng chấm dứt để cho vợ chồng Hướng nghỉ ngơi, chắc cũng bận rộn gì đâu, ngồi chơi thôi. Nhà mình bữa nay cũng may mắn là được rảnh, chứ bình thường mình rất là bận tại vì gia đình mình phải về, vợ mình trông, rồi bữa nay vợ mình bận rộn với bà con. Cho nên mình tranh thủ mình lợi dụng tới thăm gia đình Hướng. Mai mốt mình sẽ dẫn vợ tới đây
Chưa biết nhạc được mà. Lên vô nhà chơi rồi anh đâu, em đâu có làm gì đâu. Chúc vô nhà chơi cho biết. Tại vì nướng cá là chúc em có mấy cái cá khô đó em đem về làm quà cho em mua cho anh chị đó, mà cái đều chưa có cơ hội gặp. Chúc anh đem về. Này mình đi chắc mình gặm chứ trên đường về cũng gần hết luôn. Nhiều lắm đừng có lo. Nhiều lắm. Ok. Được. Nghe hướng quảng cáo là có cái dàn karaoke với cả hát live nổi trong nhà này, mai mốt có dịp mình làm một cái clip. Dạ, chút nữa vô em bật lên cho anh nghe thử đi. Có gì đâu. Bữa nay muốn hát không hay là dạ, muốn hát thì vô em bật lên. Ok, hay là hướng biểu diễn cho mình một cái video. Biểu diễn video à? Không, karaoke đó hay là hát gì? À, cũng được, một cái này em cho em chắc cũng 10-15 phút cho cái máy nó warm up. Cái máy hát nó cũng vậy. Nó phải nóng lên âm thanh nó mới hay. Đúng rồi, có nhiều người họ vô cái VinFast họ đạp lên cho nên nó bị lỗi tùm lum ha. Dạ, cái này nhất là về điện tử á, anh phải warm up. Anh nghe liền, anh mở lên nghe là không bao giờ. Những cái concert mà âm thanh rồi nó phải warm up lâu lắm, anh phải để cái máy nhiều lúc mấy tiếng hồ trước khi mà nó biểu diễn. Nó mới hay. Chắc cái hệ thống này xịn. Nó cũng ok thôi. Đi vô trong coi. Ok. Anh uống chai rồi chưa hết rồi. Uống hả? Chai thứ nhì. Oh,
quá. Tình yêu như nắng. Tôm này là tôm đồng hả?
tôm đất gọi là tôm đất. Đồng đó. Tôm đất. Cái này là chiên. Chiên trước khi mình đông đá rồi đem qua Mỹ luôn. Còn cái cá này thì là cá chuồng. Cá chuồng hả? Dạ. Yeah. Cá chuồng cũng đem từ Việt Nam qua. Còn cái này mắm là mắm gì đây? Mắm dưa. Mắm dưa. Việt Nam luôn. Cũng từ Đà Nẵng phải không? Bữa nay được ăn bữa cơm quê hương Việt Nam ở bên Mỹ.